Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm là một trong 5 dự án công trình giao thông quan trọng mà huyện Yên Sơn đang thực hiện. Hiện nay, công tác tuyên truyền vận động đối với các hộ gia đình còn vướng mắc, chưa nhận tiền bồi thường đang được các cơ quan chuyên môn của huyện cũng như Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân tập trung thực hiện để bàn giao cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Thôn An Lạc 2, xã Xuân Vân có 80 hộ gia đình có diện tích đất bị thu hồi. Trong đó, 2 hộ gia đình phải di chuyển nhà ở để làm cầu và đường dẫn lên cầu. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền vận động người dân trong dự án hiểu, đồng thuận, đa phần các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho đơn vị thi công. Thì gia đình chúng tôi thì cũng là được rất vinh dự, tự hào, cũng là được cái đường đi qua nhà, qua vị trí cắt đôi là cái thổ đất của chúng tôi đang ở ra để làm đường. Nhưng đối với gia đình chúng tôi cũng là rất vinh dự, và đồng thời chúng tôi cũng đã động viên vợ chồng con cái chúng tôi là nhất trí quan điểm, tức là để cho nhà nước làm con đường này thông để là đảm bảo, tức là cái kinh tế chung cho toàn dân xã Xuân Vân nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đấy là trên cái quan điểm của tôi như thế, mà chúng tôi đã thực hiện và chúng tôi đã làm ngay từ đầu đến bây giờ. Thế chúng tôi đã xây dựng được nữa là nhà cửa đàng hoàng rồi, thế chỉ có mỗi một cái là còn vướng một tí chút ở ngoài kia chưa làm được. Thì đấy là nguyện vọng và yêu cầu của chúng tôi, chỉ yêu cầu có mỗi cái là đề nghị với cấp trên ngày một ngày hai làm sao, tức là cố gắng để mà giải tỏa và để làm thông con đường. Xác định công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đảng ủy xã Xuân Vân đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân xã thành lập tổ tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến dự án, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Hiện nay, ban chỉ đạo, các tổ công tác cùng với hệ thống chính trị của xã và các thôn tập trung đến các hộ gia đình cá nhân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Đảng nhà nước mới có cái chủ trương đầu tư cho cái cầu Xuân Vân này. Tôi nghĩ đây là một công trình trọng điểm, phúc lợi đối với toàn thể người dân trong địa bàn xã Xuân Vân nói riêng, còn thì các xã lân cận nói chung, để làm sao để cho bà con nhân dân là có phương tiện đi lại, thúc đẩy kinh tế phát triển làm ăn nó thành đạt. Nhưng còn về việc vận động mà giải tỏa thì trong thôn xóm chúng tôi cũng triển khai là vận động đến tất cả các hộ gia đình. Hiện nay đã thực hiện được đạt đến 99%. Nhưng hiện nay chỉ còn 2 hộ, đó là hộ nhà ông bà Tuấn Hoàng với hộ của nhà ông Hưng. Thì hiện nay thì tôi biết là tôi đi họp nắm bắt được chủ trương là hiện nay đang săn cái việc tái định cư bên kia cho toàn thể các hộ mà liên quan đến việc giải tỏa. Thì tôi mong muốn làm sao là thôi thì cái việc này là công trình phúc lợi thì tất cả các đồng chí tập trung vào. Đấy, cùng với làm sao để vận động các hộ gia đình đấy là thực hiện nốt cái việc mà chúng ta giải tỏa thành công với cầu Xuân Vân này. Rất niềm mong đợi của bà con nhân dân. Dự án được khởi công từ tháng 11 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng. Đây là công trình cấp 2 có chiều dài cầu gần 300 mét, đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900 mét. Sau hơn 2 năm thực hiện dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tập trung thực hiện dự án với tiến độ cao nhất, ngày đêm bám trụ công trình. Hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành. Đã có 146 trên 151 hộ đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền là 17,68 tỷ đồng cho 8,77 ha. Tuy nhiên vẫn còn vướng mắc 5 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường và đề nghị được xét giao đất tái định cư. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ bồi thường, giải quyết triệt để các ý kiến kiến nghị của các hộ theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đã xem xét giải quyết toàn bộ ý kiến theo đúng quy định, đầy đủ trình tự các bước thực hiện, nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thì lập hồ sơ tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hiện nay thì còn 5 hộ gia đình là
chưa nhận kinh phí, cũng còn nhiều các ý kiến khác nhau. Nhưng mà ý kiến của các hộ gia đình này thì cũng đã được Ủy ban nhân huyện là tiếp thu ý kiến và trả lời cho gia đình bằng văn bản. Cùng với đó thì về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ công tác gồm có đại diện ủy ban xã và các đoàn thể chính trị xã hội của xã đến cũng như trao đổi vận động các cái hộ gia đình này là nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì trong cái quá trình vận động như vậy thì chúng tôi cũng bằng nhiều hình thức khác nhau thì chúng tôi đã vận động được 10 hộ gia đình là nhận kinh phí bồi thường trong số 17 hộ mà phải di chuyển nhà ở. Thì còn những hộ còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục là cái tổ công tác của xã tiếp tục vận động. Và nếu như các hộ gia đình này mà không nhận kinh phí và không có ý kiến gì khác so với những ý kiến mà đã được Ủy ban huyện trả lời thì Ủy ban xã chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban huyện và cũng sẽ đề xuất cái biện pháp, và trong đó sẽ có biện pháp là đề xuất là bảo vệ thi công làm sao đảm bảo tiến độ của công trình. Dự án cầu Xuân Vân hoàn thành sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân hai bên bờ sông Gâm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi di chuyển bằng đò, đặc biệt là vào mùa mưa bão, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện và tạo niềm tin cho người dân về sự đi lên của huyện.